Hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là một trong những nút giao quan trọng ở cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bắt đầu làm vào tháng 4 năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, tiến độ dự án không được như kế hoạch, có lúc phải dừng lại để chờ di dời các hạ tầng kỹ thuật cùng một số lý do khác. Trong thời gian qua, các đơn vị đã tích cực làm việc để nỗ lực sớm thông xe, hoàn thành dự án. Dự án xây dựng mới 2 hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456 m, chiều ngang đảm bảo 3 làn xe, kết cấu bằng bê tông cốt thép, bao gồm hầm HC1, HC2, hai hướng đường Nguyễn Văn Linh. Hầm HC1 có phần kính dài 98 m, phần hầm hở hai đầu là 180 m, 178 m. Hầm HC2 có hầm kính dài 98 m, phần hở hai đầu dài 180 m. Tiến độ hiện tại, nhánh hầm HC2 đã làm xong việc đào đất, các giằng trống, một số vị trí đã lót đáy. Đặc biệt, hầm HC2 đã nhìn thông được toàn bộ hầm từ bên này sang bên kia. Dự kiến trong tháng 8, xong phần kết cấu và lắp đặt hệ thống camera, chiếu sáng và đưa vào vận hành hầm HC2. Để bù lại tiến độ đã chậm, Ban Giao thông sẽ đôn đốc các đơn vị làm ngày đêm, làm 3K, có thời điểm phải làm 4 kíp, tập trung làm tối đa ngày nắng ráo. Việc hoàn thành hầm chui Nguyễn Văn Linh sẽ góp phần giảm ùn tắc kẹt xe cửa ngõ phía Nam thành phố, đồng thời góp phần kết nối giao thông liên vùng và phát triển kinh tế từ trung tâm đi khu công nghiệp cảng Hiệp Phước, Nhà Bè.